hãy cùng hợp sức đi tìm tai nghe Cool Da Chiêu. Wow, sức mạnh của ngài thật là kinh khủng. Gia đình Cool siêu phàm, đừng hòng lấy được tai nghe Cool Da Chiêu. Chúa tể hắc ám, ông ta chui vào đây rồi phải không ba mẹ? Đây chỉ là tiếng vọng của hắn ta, sắp có âm mưu gì nữa đây? Bê cung này đã bị nhiễm năng lượng hắc ám, không biết thứ gì sẽ xuất hiện tiếp theo. Hai bạn cẩn thận. Không xong rồi, tất cả lối đi đều đã bị bịt kín. Tôi sẽ mở một lối ra cho các bạn và tôi phòng thủ phía sau lưng. Nhanh lên, chớp chớp. Robot con tuyệt.